Rồi cả nhà ơi, Ninh đang ở trong quán nè, nhưng mà Ninh háo hức quá, Ninh phải nói với cả nhà liền. Trời ơi, cái quán này vô cùng đẹp cả nhà. Hello cả nhà, chào cả nhà, buổi sáng đầu tiên của Ninh tại Đà Lạt ha. Thì bây giờ mình bắt đầu mình đi ăn sáng cả nhà. Thì ăn sáng nó nằm ở tầng 5 của khách sạn Colin ha. Thì bây giờ cả nhà đi với Ninh xem thử coi cái chỗ này có những cái gì ăn sáng hay ho ha. Để Ninh gửi đến cả nhà nha. Giờ đi cùng với Ninh, đi cả nhà. Rồi mình bắt đầu tới khu ăn sáng 9 giờ rưỡi cả nhà ơi. Bây giờ Ninh 9 giờ rưỡi Ninh mới bắt đầu. Để Ninh coi có còn không. Bảy mười bốn em em mình bữa nay mình có gì vậy chị? Bún bò với nuôi sườn à? Bún bò với nuôi sườn, em nuôi sườn đi. Ít nuôi thôi, nhiều thịt à? Được. Okay.
nhà ơi, sau khi mà Ninh đi một vòng lấy đồ ăn sáng á, thì cả nhà Ninh sẽ ăn, tối Ninh ăn nhiều quá rồi cả nhà ơi. Ninh sáng nay Ninh ăn ít thôi, Ninh ăn chút xíu nuôi và một chút xíu bánh và cà phê và trà thôi, với một chút xíu sữa chua ha, thì Ninh sẽ dừng. Nhưng mà ở đây có một cái Ninh nói cho cả nhà, này là một cái không gian ăn sáng vô cùng đẹp cả nhà. Đẹp lắm luôn á, cái không gian ăn sáng này cả nhà có thể nhìn bao quát mấy khu này luôn và trông cực kỳ đẹp đó. Ở đây ha thì Ninh nhưng mà đặc biệt nhất cái cả nhà là vào cái nhà đi vào cái mùa Noel đó, họ trang trí trên trần nhà này. Oh my god, nó đẹp lung linh luôn cả nhà ơi. Nói chung là lên đây là chủ nhà thích lắm, còn ở ngoài toàn là hoa tươi hết luôn, hoa tươi mùa hoa nào hoa nấy nở rất là đẹp, rất là lớn luôn đó. Nên là cả nhà tới Cô Linh, cả nhà nên nhớ ăn sáng tại Cô Linh nha, tại chỗ này ăn sáng rất là đẹp, rất là tuyệt đẹp luôn. Và mình thấy đồ ăn sáng cũng khá là đa dạng, nói chung là cũng đầy đủ những khách sạn 4 sao 5 sao khác đâu cả nhà, chứ không có gì là mới. Thì có một số là ví dụ như có số món ăn địa phương thì người ta cũng chèn vô, ví dụ lên tới Đà Lạt thì cả nhà sẽ uống trà artiso ha, và uống cà phê hoặc là cà phê sữa nóng, chứ thay vì là mình ở những nơi khác là mình uống cà phê sữa đá ha, thì ở đây là uống cà phê sữa nóng nha cả nhà. Thì niềm mong rằng cả nhà sẽ tới đây và trải nghiệm cái tại vì cái này nó nằm ở tầng 5 á cả nhà, nên là nó giống như là một cái nơi mà mình có thể nhìn được bao quát cái khung cảnh của cái thành phố Đà Lạt luôn, mà đặc biệt là về cái hướng mà chợ ở nhà trông rất là đẹp, nên cả nhà nhớ tới đây thưởng thức ăn sáng và chọn cho mình một cái view để nhìn về cái hướng chợ Đà Lạt để mà mình ngồi mình ăn nha cả nhà. Acquaintance we forgot and never brought to mind. Should old acquaintance we forgot and old lang syne. Cả nhà ơi, sáng nay Ninh sẽ giới thiệu một số tiện ích cũng giống như tất cả những tập vlog của Ninh ha. Cái phòng tập gym ở dưới này, cái phòng tập gym này Ninh thấy nó nằm như tầng 2 cả nhà. Nhưng mà trong đây cái đồ tập rất là hiện đại và rất là nhiều luôn á. Nhìn ngợp quá, nhiều quá, quá nhiều đồ tập luôn cả nhà. Thì ở đây Ninh thấy khách sạn này đầy đủ tiện nghi. Nói chung là nhân viên cũng khá nhiệt tình, đồ ăn sáng cũng rất là ngon. Rồi các chỗ tập thì nói chung cũng vừa phải, nói chung cũng không lớn không nhỏ, nhưng mà đa phần rất là nhiều đồ tập ở đây đó. Cả nhà có dịp thì thưởng thức cái chỗ phòng tập gym này nha. Mình thấy gym này cũng rất là thoải mái, cũng đa sắc màu, nhưng có một cái là không có cái view, nó chỉ bao quanh 4 bức tường thôi.
Hay cả nhà, Ninh thấy có một cái này rất là hay cả nhà. Wow, cả nhà thấy gì không? Cái tấm hình của Ninh à. Nhưng mà ở đây cái nhà ở ngoài trước cái khách sạn Colin á, và ở bên tay tay phải nha, các bạn đi từ ngoài vô á, nó sẽ có một cái photo book. Và khi cả nhà có một cái thẻ thì cả nhà sẽ vào đây, cả nhà cho người ta, để người ta giúp cả nhà photo trên nhà chụp hình đó, cái da tấm hình giống gì nè, nhìn đáng yêu lắm. Cả nhà thì giống như là một cái vật kỷ niệm á, chưa của khách sạn trước khi mình luôn mình rời khỏi nơi lưu trú khách sạn, thì họ sẽ giống như là có một cái gì đó kỷ niệm với mình. Thì đi nghĩ cả nhà nên tới đây cả nhà chụp tấm hình này nha, rất là hay luôn. Sau thời gian di chuyển anh em sẽ chỉ cho cả nhà một cái địa điểm ăn trưa cũng khá là ngon, thú vị và bình dân. Đó là lẩu gà lá é. Thì lẩu gà lá é nhà biết rồi, đặc sản là lẩu gà lá é là của Phú Yên nha. Thì Ninh đang có mặt tại lẩu gà lá é Tao Ngộ. Cái đường này đường gì ta? Hải Thượng nha. Rồi bắt đầu cả nhà, có vậy thôi, Ninh sẽ giới thiệu đến cả nhà. Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Hello, xin chào cả nhà. Tối hôm nay là tối thứ hai của Ninh tại Đà Lạt ha. Thì hồi trưa thì Ninh có ăn cái món gà lá é, nhưng mà Ninh gốc quá, Ninh là chưa có review kịp. Để bây giờ Ninh sẽ nói lại cho cả nhà nha. Cái món lẩu gà lá é là một cái món chỗ đó rất là ngon nha cả nhà, nên cả nhà có dịp cả nhà ghé ăn nha. Đặc biệt cái món đó nó là cả nhà nên ăn từ trưa cho tới chiều tối á, rất là ngon. Thì ở đây Ninh chia sẻ một xíu thông tin về chỗ đó nha. Thì cái chỗ đó đó cả nhà là cái anh chủ quán á, là ảnh làm ở đó 5 năm rồi nha. Thì anh chủ quán, ảnh có người anh nữa, thì làm ở trong Sài Gòn của mình á. Nếu mà Sài Gòn cả nhà đi đường Trường Sa, cả nhà cũng sẽ thấy một cái quán lẩu gà lá é rất ngon. Đặc biệt ở đây á, cả nhà là anh này là người Phú Yên luôn, nên là ảnh làm cái món lẩu gà lá é này rất là chất lượng. Nên kêu một cái lẩu 350.000 ha. Thì cả nhà biết sao, thịt quá trời luôn, một cái tô thịt bỏ ngoài riêng nữa đó. Rồi ở đây ảnh có thêm cái một số cái món đi kèm với trong ăn cho cái phần lẩu nữa. Thứ nhất là tàu kỳ ha, họ đóng gói nhìn trông rất là sạch sẽ. Thứ hai nữa là họ có cái trứng non á cả nhà, cái trứng non rất là ngon nha, cái trứng non rất là ngon. Cả nhà có, cả nhà nên ăn cái trứng non này, nếu mà cả nhà đi tầm 3-4 người á, cả nhà nên ăn nha. Tại trưa nay nên đi 3 người thì nên ăn cái lẩu đó thì vừa đủ. Có thêm phần trứng non nữa, trứng non rất là ngon. Thì nó có hai loại cả nhà, như là ngọc dương với trứng non hay sao á, thì cả nhà có thể chọn một trong hai, em rất là ngon ha. Thì cả nhà bỏ vô ăn kèm, ăn thêm. Thì ở đó người ta cũng có tất cả những loại nước nước ngọt bình thường ha. Rồi cả nhà có xin nước trà thì người ta cũng cho nước trà để cả nhà uống luôn. Thì nên thấy cái giá tiền cũng khá là hợp lý, đồ ăn rất là ngon cả nhà. Đặc biệt là cái lẩu á nha, cái lẩu gà ăn rất là ngon. Gà giống như là nên thấy cái lẩu 350 đó giống như là nửa con gà á cả nhà, nửa con gà hơn nha.
thì tại nên thấy có một cái đùi thôi với cái đầu nữa, nên thì nên nghĩ chắc khoảng nửa con gà mà họ làm gà ta đúng là chất lượng nha. Thì trong cái lẩu này nó hay cái cả nhà nên thấy lần trước nên ăn cái lẩu ở chỗ kia thì nó không có măng, chỗ này nó có thêm măng non nữa, ăn rất là ngon cả nhà. Với thứ hai nữa là họ có thêm nấm á, cái lẩu bỏ kèm vô ăn nữa rất là nhiều, rất là ngon. Với cái lá é thì còn cái nhà nào họ cho một phần lá é ha, còn cái nhà nào muốn ăn lá é thêm thì cái nhà có thể lấy thêm. Thì ở đây nên thấy cái quán này ok á, những cái quán mấy ngày hôm nay nên đi đều ok nhớ hết nha, nên cả nhà nhớ xem cái clip này để mà cả nhà biết những địa điểm ăn uống rất là ngon này nha. Cả nhà nên có tặng tới 20 cái địa điểm ăn uống, nếu cả nhà muốn cái nhà bình luận xuống dưới để Đà Lạt giùm nên Đà Lạt 2023 nha, thì nên sẽ gửi cho cả nhà cái phần cái địa điểm ăn uống nha. Cả nhà nhớ lưu ý nha. Thì những cái tập này nó sẽ giống như cổ Phú Quốc gì đó, nó sẽ lần lượt lên ha, thì cả nhà nhớ xem, like, share và subscribe cho Nin nha. Còn bây giờ Nin sẽ tiếp tục hành trình buổi tối thứ hai của Nin tại Đà Lạt và trải nghiệm một chút gì đó. Tối đêm nay mình đi đâu nhỉ? Thì trong cái lịch trình tối hôm nay cả nhà thì Nin sẽ đi ăn ở quán nướng Chu ha. Đây là một cái quán nướng Nin nghĩ chắc rất là ngon á, nhưng mà chưa đặt bàn được thì không biết sao, thì chút xíu mình thích ha. Thì, với thứ hai nữa là Nin cũng sẽ có một số trải nghiệm nhẹ nhàng trong buổi tối ngày hôm nay, đặc biệt là có một cái phần cocktail và hát nhạc acoustic tại Colin luôn. Thì Nin sẽ Nin mong rằng Nin sẽ có thưởng thức được và gửi đến cả nhà. Thì tối đêm nay cả nhà đi cùng với Nin nha, có những bất ngờ nào tiếp theo nữa thì Nin sẽ gửi đến cả nhà nha. Mình đi cả nhà. Rồi cả nhà ơi, mình đi nha. Ở sảnh của Colin trông cũng rất là đẹp cả nhà. Sảnh cả nhà nhìn này nha, sảnh tối lên đèn cũng đẹp lắm. Ở dưới thì nó thảm trông nhìn cũng xinh lắm. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi ha. Cả nhà cảm giác mặc đồ nó thích sao ha, cảm giác mặc đồ nó như cái đồ len rồi mọi người xúm xính đồ nhìn dễ thương quá. Cả nhà ơi, Nin đang có mặt tại Le Chalet Đà Lạt ha, ngay chỗ đường Huỳnh Thúc Kháng nha cả nhà, 6D Huỳnh Thúc Kháng á. Thì hồi nãy định đi ăn cái quán Chu cả nhà, nhưng mà được cái người chị thổ địa chỉ vô cái quán này, thì cái quán này Nin thấy cũng khá là thơ mộng á cả nhà. Nếu mà cả nhà biết cả nhà, trên một cái con đường Huỳnh Thúc Kháng này rất là nhiều quán luôn cả nhà ơi, rất là nhiều. Nếu mà cả nhà có dịp cả nhà lên đây con đường Huỳnh Thúc Kháng này, cả nhà chọn rất nhiều nhà hàng, Nin thấy nhiều hàng lắm. Thì Nin mới đứng ở ngoài thôi, để Nin vô Nin quay cho cả nhà xem, Nin thấy có một cái con đường đi xuống rất là thơ mộng. Nhưng mà cả nhà đi lên đây cả nhà nhớ nha, cả nhà nhớ để ý kỹ này, mấy nhà mới thấy cái quán này nha.
Rồi cả nhà ơi, Ninh đang ở trong bên trong quán nè, nhưng mà Ninh háo hức quá nên phải nói với cả nhà liền. Trời ơi, cái quán này vô cùng đẹp cả nhà. Đặc biệt cái quán này á, đúng là dân địa phương có khác cả nhà ơi. Quán này xình lắm cả nhà ơi. Thật sự nếu mà cái quán này mở rất lâu đời rồi, nhưng mà sự đúng là không có thổ địa, mình không có biết được đâu cả nhà. Tại nó bước xuống một con dốc. Nói chung là nếu mà các bạn nào mà nghiêng về lãng mạn, enjoy phong cách Pháp thì các bạn có thể ghé đây, lên một cái quán vô cùng xinh đẹp. Đó, thì bên trong á, thì mọi người đang kêu đồ ăn ha, thì nên ra nói chuyện với các bạn một xíu. Rồi, cái quán này đẹp lắm các bạn, và hầu như đa phần là khách Tây ăn nha. Khách Tây ăn rất là nhiều, thì các bạn nào muốn một cái gì đó lãng mạn, hít một không khí trong lành và cảm nhận một sự lãng mạn của Đà Lạt thì các bạn ghé đây nha.
cả nhà ơi, Ninh đang có mặt tại một cái nơi bị lưu lạc ha. Đúng giờ đợt đầu là định về cái khách sạn Golin để mà nghe nhạc acoustic tại khách sạn lúc 9 giờ. Nhưng mà bây giờ lưu lạc tới diễm xưa luôn, vô nghe nhạc Trịnh. Rồi thôi, cái nhà đi cùng với Ninh nha. Chỗ này Ninh thấy khách rất là hay. Để Ninh sẽ tổng hợp cho cái nhà cái điều hay đầu tiên Ninh thấy được đó là nó có xe đưa rước nghe cả nhà, mà miễn phí luôn, để từ trung tâm thành phố mình ra tới đây để mình nghe nhạc. Thì cái này là Ninh không biết là do là cái chỗ của Ninh quen hay sao á, thì nó được miễn phí luôn, có xe đưa rước rất là xịn, rất là đẹp. Thì cái nhà mình cùng bước vào mình nghe nhạc nha. Thì cái nhà nếu mà cái nhà đi từ ngoài vào cái nhà, bước vào bên phải thì cái nhà sẽ xuống điểm xưa nha. Nó có một cái bảng như vậy nè, nó dẫn về điểm xưa. Thì giờ mình đi, thì ở đây là chuyên ca về nhạc Trịnh, nghe tên điểm xưa là biết nhạc Trịnh rồi, thấy cả nhà. Hello, 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 hello. Wow, ở đây nó có một con đường hơi bị tình luôn cả nhà ơi. Trời ơi, mỗi con đường này nó dẫn vô. Ôi, giống như mình băng qua một cái rừng vậy đó cả nhà. Để mình vào cái khu nghe nhạc này ha. Wow, cả nhà nhìn nè. Mình mén tới đây để mà đi xuống. Thì wow, đẹp quá cả nhà ơi. Ở đây cái nhà có thể nghe được tiếng chim luôn. Tiếng chim mà tiếng mấy con ve nó kêu luôn á. Trời, giờ Ninh biết là đi đường nào đúng rồi nè cả nhà. Ồ, cái này Ninh thấy giống như nó có homestay luôn á cả nhà. Nè, có những cái bungalow nè, quá trời nè. Bungalow ở đây nè, người ta ở nè. Ồ, đẹp lắm cả nhà ơi. Cái này nó chiếm như cả nguyên cả một cái khu luôn, trông rất là đẹp. Trời ơi, ở đây hoa thơm. Hello, đi quay lại trước nói chuyện với cả nhà. Trời, cả nhà ơi, giống như mình đi lạc vào khu rừng á. Mà ở đây có rất nhiều bungalow luôn, bungalow để cho mình ở á. Mà ở đây á, cái nhà cái mùi hoa cả nhà. Cái mùi hoa nó thơm lừng luôn. Trời, nó thơm đã lắm. Cảm giác thơm lắm luôn cả nhà ơi. Trời ơi, đi ngang cái khu này giống như là rất nhiều loại hoa nó thơm. Để nên đi quay lại trước cho cả nhà coi nha. Mà là chứ nhà gọi đi từ nãy giờ chưa thấy biết đâu. Có khi nào đi lạc luôn đó nha. Trời ơi, cả nhà ơi. Cả nhà ơi, Ninh bị lạc. Nói chung là bước xuống là tới rồi. Nhưng mà Ninh đi thuốc trong kia, rồi thuốc trong mấy bông cái lao. Ok, bây giờ mình ra lại nha. Thank you.
với vàng, dù lòng ta dạo ca với nàng. Một chiều mưa ta con mưa rơi, rồi cùng ta mưa đắng cho tươi đời. Một ngày nắng ta vang nắng tươi, rồi cùng ta xây dựng buồn vui. Gió ta đi cùng tiếng gió tươi người người ơi đã đi. Diễm xưa về thì đi định về lên vòng luôn, nhưng mà cuối cùng kế bên nhà có ai có tiếp rất là vui, thì mình đi cả nhà vô coi nha. I know.
Rồi cả nhà ơi, sau khi mà nghe nhạc acoustic tại khách sạn còn chưa đã cái nư nữa cả nhà. Bây giờ còn phải tiếp tục đi. Bây giờ là 11:30 ha. Thì đi uống sữa bóc tăng mật thổ. Oh my god. Giờ bắt đầu đi nè cả nhà. Cả nhà sẽ nhìn thấy bây giờ rất là phía rồi. Nhưng mà đường phố Đà Lạt thì cũng đã dặn khách rồi ha. Thì mình bắt đầu sẽ di chuyển tới đường Tàu Hộ để mình uống cái sữa nành cả nhà. Tại vì thật sự mình nói từ cái chỗ khách sạn Colin mình đi cũng khá là gần ha, nên là loại bộ luôn. Ở đây thì có những hàng quán người Việt người ta bán cũng rất là đông nè cả nhà. Lạnh lắm nghe cả nhà. Bây giờ này á, bữa nay là theo như dự báo thời tiết á, báo là 18 độ ha. Thì cái điện thoại của Nin mở lên là nó 18 độ. Rồi bắt đầu Nin sẽ quay lại trước cho cả nhà xem chút xíu nha. Hôm nay thứ bảy ha cả nhà, nên cũng rất là nhộn nhịp. Rồi cả nhà ơi, đi lại bộ tới đường Tăng Bạch Thổ mà đi lộn lên lộn xuống. Bây giờ mới vô được. Không. Nồ quá. Nồ quá trời rồi. Cả nhà thấy trời đang mưa không? Cả nhà thấy trời đang mưa đúng không? Trời trời đang mưa mà húp một cái ly sữa nành nóng á cả nhà, rất là ngon ha. Đây thật sự nên có muốn chia sẻ luôn, tại vì cái nơi Tăng Bạch Thổ này cả nhà lần nào nên lên nên cũng muốn ở đây hết. Dù thật sự mà nói thì có rất là nhiều bạn review nói có chỗ này chỗ kia chỗ mới, nhưng mà để giải thích uống ở chỗ này cả nhà giống như là nó kỷ niệm hay sao á. Lần nào lên cũng uống ở chẳng ở chỗ quán này. Mà như đợt này ở cả nhà nên thấy cái quán này là nó được sửa sang sơn phết là nhìn trông rất là xinh nha. Còn ở đợt trước nên đi thì nó không có xinh bằng đợt này. Bây giờ là nên phải đi vừa chú mua, nên phải xuyên qua những cái này cho ngồi đi vào đường chính được nữa đó. Thì nên nói tiếp về cái quán sữa nành này nha cả nhà. Thì trước đây nên có dịp nên ngồi với cô chủ quán luôn. Thì cái cô chủ quán cô nói là cái sữa đồ nành mà để mà làm ra được cái sữa đậu nành này đó cả nhà là một cái công đoạn rất là công phu nha. Là phải ủ sữa rồi nấu rồi gì ủ cái hạt cái đậu xanh đó cả nhà, đậu nành rồi phải không, ủ hạt đậu nành đó rồi xong rồi cái mình phải làm công đoạn rất là kỳ công, rất là tốn thời gian. Như nên nhớ không làm như là kỳ đó cổ nói là ngủ là phải ủ cả ngày luôn á là mới ra được mình, và thời gian nấu nữa để ra được cái này nữa cũng rất là lâu ha.
Thì hôm nay nên là nên là một trong những người cuối cùng, mình là một trong những ly sữa cuối cùng luôn cả nhà. Thì nên rất mong rằng giống như cái vlog phút cua này cũng nên là chắc các bạn sẽ ủng hộ nha. Rất là vui khi được chia sẻ cùng những các bạn. Chúc các bạn buổi tối thật là vui, tối tặng là ngon. Nhớ like, share và subscribe kênh nha các bạn. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.